Chào mọi người, mình tên là Thiên Nhi, đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên, do bạn Minh Thư làm lớp trưởng. Hôm nay mình xin trình bày về Morbid Tool. Đầu tiên, ta đến với định nghĩa. Morbid Tool là bệnh lý block nhĩ thấp cấp 2 loại 2, còn gọi là Radiculary Irregular. Cơ chế của Morbid Tool thường là do sự không dẫn truyền ở cấp độ của hệ thống Purkinje, tức là dưới nút AV. Khả năng do tổn thương cấu trúc của hệ thống dẫn như nhồi máu, xơ hóa, hoại tử. Bệnh nhân thường có trước LBBB, tức là khối nhánh bên trái, hoặc block 2 nhánh và block AV độ 2 tạo ra bởi sự không liên tục của bó còn lại. Khoảng 75% trường hợp, khối dẫn truyền nằm xa bó His tạo ra phúc bộ QRS rộng. 25% trường hợp còn lại, khối dẫn truyền nằm trong bó His tạo ra phúc bộ QRS hẹp. Là một hiện tượng tất cả hoặc không có gì, trong đó tế bào của His Purkinje đột ngột và bất ngờ không dẫn truyền một xung nhịp trên thất. Có thể không có hình mẫu cho block dẫn truyền, hoặc có thể có một mối quan hệ cố định giữa sóng B và phúc bộ QRS. Ví dụ như block AV, hai sóng B, một phúc bộ QRS. Trước khi vào các dấu hiệu trên điện tâm đồ, ta cùng tìm hiểu tổng quan về điện tâm đồ. Sóng B, khử cực nhĩ. Sóng QRS, khử cực thấp. Sóng T, hồi cực thấp. Dấu hiệu trên điện tâm đồ. 1. BR bình thường. 2. BB hạn định nhưng vẫn mất một đoạn QRS. 3. RR khoảng xung quanh các nhịp bị giảm là bội số của khoảng RR trước đó. Ví dụ, nhân đôi khoảng RR trước cho một nhịp bị rơi lẻ, cấp 3 cho hai nhịp bị giảm. Vậy nguyên nhân dẫn đến Morbid Tool là gì? MI thành trước, tức là nhồi máu cơ tim cấp tính thành trước do nhồi máu vết ngăn với hoại tử của các bó nhánh. Xơ hóa vô căn của hệ thống dẫn truyền. Phẫu thuật tim, đặc biệt là phẫu thuật xảy ra gần các vết ngăn như sửa chữa van hai lá. Tình trạng viêm, sốt thấp khớp, viêm cơ tim. Tự miễn như lupus ban đỏ, sơ cứng toàn thân. Bệnh cơ tim thâm nhập, tăng kali máu. Các loại thuốc như thuốc chặn beta, thuốc chặn kinh, canxi, digoxin. Ý nghĩa lâm sàng: Morbid Tool có liên quan đến sự bất ổn huyết động nhiều hơn so với Morbid 1, chậm nhịp tim nặng và tiến triển thành block AV độ 3. Khởi đầu của sự bất ổn huyết động có thể là đột ngột và bất ngờ, gây ngất hoặc đột tử do tim. Nguy cơ suy tâm thu khoảng 35% mỗi năm. Morbid Tool cần nhập viện ngay lập tức để theo dõi tim, tạo nhịp tạm thời và cuối cùng là chèn máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe.